em ba chữ. Khi anh mở mắt ra chỉ còn lại lá thư. Trong một khoảnh khắc em đã là người xa xứ. Có thứ chuyện buông trốn chẳng thể tìm nào quá khứ. Nhớ lúc anh em đợi trong hai ngày. Em muốn tay anh sẽ tay đầu trong mai ngày. Anh bước mãi lên đây cũng chỉ để nói hay. Câu chuyện hai bay cứ để mà hối thầy. Ta hăng say xếp sẽ thật say. Rồi người bón trên lòng nên tìm kiếm cái vật này. Ngày bảo hãy tin con sẽ thấy vận may. Đặt hết vào em bằng chi nhẫn đã tận tay. Tìm hỏi chẳng có ai giống em. Những ngôi sao chỉ muốn bay bóng đêm. Dừng lại trước khi trời mới sáng thêm. Vì thời gian bên nhau mới đáng xem. 10-15 em ơi baby I find your love. Tìm được chiếc xuống rơi chỉ để ôm em thật chặt. Năm 10-15-20 anh đi tìm em giữa chốn không người. Năm 10-15-20 năm 10-15-20 cuối tuần em xem TV trên đài chờ anh rap. Baby nhìn lại ca trang ly cho anh nghe em hát. Sao anh tìm vào tương mà anh còn chưa từng có nào. Sau một tuổi lưu tình người của ta vào gió lao. Slow mo hôn em lâu lâu. Nếu như em và anh uống hết ly champagne, lời chúng ta có bên nhau khi ngày mai đến. Chẳng nên không muốn ai đến như con tàu về sai bên. Em đừng đến rồi đi như not melody. Don't you hate so lonely, go be this your day. Bỏ lỡ ô đứt đứt màu đi. Chìm trong anh khi em xem đi on. Don't know what is too big, anh như là người đi on. Mình lao vào trò chơi mà chẳng biết qua mặt mấy. Em như ngôi nhà cứ càng cất anh càng thấy. Trời là trò chơi và trời cho phép nhiệm màu. Anh đi tìm dâu còn nhà anh muốn tìm dâu. 10-15-20 baby I find your love. Tìm được chiếc xuống rơi chỉ để ôm em thật chặt. Năm 10-15-20 anh đi tìm em giữa chốn không người. Năm 10-15-20 năm 10-15-20 em ở đâu? 10-15-20 Where you at? 10-15-20 Con ở đâu? 10-15-20 10-15-20 Em ở đâu? 10-15-20 Where you at? 10-15-20 Xuân ở đâu? 10-15-20 Yeah, yeah. 10-15-20 baby I found your love. Thưa quý vị, 5-10-15-20 với 36 và Soul 7. Wow. Xác định luôn vô top trending bài này thôi. Tôi nói thiệt, cái giai điệu này thì cháu tôi nhà nó cũng thuộc đấy. Quá đáng yêu thật sự. Binzy đúng là phù thủy trong cái việc làm mọi điều rất là phức tạp một cách cực kỳ đơn giản. Và đặc biệt là hai thí sinh cuối cùng này, thưa quý vị, 36 và Soul 7. Để nói về melody thì tôi chắc là Ramastic đang rất là thích thú với phần trình diễn này đúng không ạ? Yeah, chuẩn luôn anh Khải ạ. Em là một tín đồ của melodic. Và bất cứ thứ gì giai điệu, melody, uyển chuyển nó đều sẽ chạm vào trái tim của Ramastic. Đến nỗi It's what you do. Chào luôn. Yeah. One cap. Thưa quý vị, phần hành động rất hào sảng của một người nghệ sĩ. Thưa quý vị, Ramastic đã làm điều đó. Vâng, chiếc nón vàng cuối cùng anh ta để sẵn ra sân khấu. Vâng, thưa quý vị. Hình như là Ramastic đã có tia từ trước rồi đúng không? Dạ vâng, chính xác anh. Em như em đã nói là người anh của em nắm giữ rất là nhiều chiến binh kỳ cựu. Nhưng mà trong đầu Ramastic từ đầu là đã có sẵn bộ lọc. Không melody, next. Melody, okay. Và xem rất là nhiều tiết mục mà mãi chưa thấy hai cái tên mà Ramastic mong đợi ở đâu. Thì mình biết ngay là cái tiết mục hàng kỹ quá. Có video rồi không? Còn này làm gì? Ồ,
anh buồn cười nhở. Đội của em không chỉ có V-Show biết chơi melody, BRT biết chơi melody, BY biết chơi melody. Tại sao chúng ta lại không thể có một team toàn biết chơi melody? Thợ săn thành phố. Và cái người mà mê melody thì không chỉ riêng Rhyme mà chắc là Just Tati tôi thấy cũng nhúng nhảy liên hồi. Thì thấy sao về phần thi này? Anh dành lời khen ngợi cho Pretty Sick ngày hôm nay. Cái bài hát này em đi giai điệu rất là đẹp. Anh cảm ơn anh rất nhiều. Và thực sự là nó sẽ viral. Tuy vậy nhá, anh nhắc tune và melody nó chỉ là cái công cụ thôi, giúp cho chúng ta có những thứ bay bổng hơn. Và lyric vẫn phải là thứ tất yếu. Bài này em biết lyric hơi bị bẵng qua một tí. Và anh rất là mong muốn em sẽ có một cái sự cố gắng hơn. Dạ vâng, anh cảm ơn anh ạ. Và Son Seven trông rất khác à? Đẹp trai, tóc bóng lộn. Không nghĩ là về với Binzy thì lại có một cái vòng rất là sáng lóa như này, nhưng mà vẫn giữ được cái tố chất của một con người rất là điềm đạm, đúng không ạ? Dạ, em cảm ơn anh Tây. Và khi mà gặp cái bài hát như thế này, em chơi tune nhưng mà em vẫn chú trọng được rất là nhiều những cái vần đôi hay. Và đây là cái điều mà anh muốn thấy và muốn em luôn giữ vững được cái lập trường như thế. Dạ, em cảm ơn anh Tây. Nếu mà để đặt bàn cân giữa hai bạn này thì thực sự là rất khó. Tại vì đây là đều là những người chơi melody rất là hay. Còn LK thì sao? Đây là một tiết mục, nó thực sự là catchy. Anh đánh giá cao cái phần thể hiện của Son Seven. Em đi những cái hướng melody rất là văn minh, nhưng em vẫn giữ được cái sự mộc mạc trong con người em như những cái tác phẩm em đã từng làm. Pretty Sick, trong trí tưởng tượng của anh thì anh nghĩ là em lên sân khấu là em sẽ mang một năng lượng thực sự là bùng nổ. Nhưng mà hôm nay trong em có những cái cảm nhận rõ rệt về beat để em khai thác những cái giai điệu trữ tình và rất là dịu dàng. Anh rất thích những cái giai điệu mà em đi trong bài này, về cái bố cục của em rất là hay. Vâng, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và Wowy. Dạ thưa anh Thành, trước giờ em cũng rất là thích Son 7 và Pretty Sick trong trận này cũng làm em khá là bất ngờ. Bài này thì em nghĩ cũng sẽ là một tác phẩm trở thành hit trong thời gian tới. Đúng rồi, chắc chắn là như thế. Và thưa quý vị, thật ra cái vòng này, cái sự lựa chọn của ban giám khảo chỉ là để xem ai là người thật sự được bước vào vòng trong nhỉnh hơn một tí trong cái tiết mục này thôi. Bởi vì rõ ràng chiếc nón vàng cuối cùng mà Rhyme đã đặt sẵn trên sân khấu như vậy rồi thì còn gì để nói nữa phải không ạ? Thank you đã làm cho mọi bớt, thứ nó nhẹ nhàng hơn rất bớt nhiều. Cánh nặng. Tiết kiệm thời gian anh ơi. Ok. Như vậy thì thưa quý vị, cái câu chuyện ở đây là một câu chuyện về team. Xin hai giám khảo hãy cân nhắc là bây giờ nếu mình cảm thấy là đội này đang mạnh cái gì hay là yếu cái gì thì các bạn sẽ gửi gắm một cái người phù hợp về cho Rhyme. Bởi vì chiếc nón ở đây là đặt cọc rồi. Chính vì cái tiết mục này, thứ nhất là có mũ rồi, chúng ta giảm được rất là nhiều những cái gánh nặng về lựa chọn. Bản thân Chastity muốn một trong hai bạn về được cái đội mà mình mong muốn nhất. Mặc dù vậy, đây cũng là tiết mục cuối cho nên kể cả anh LK cũng tránh xa em ra đừng ra bất đồng bàn Bây giờ Thành sẽ đến 3 đi, để xem là đến giờ phút này thì giám khảo chúng ta có nhìn nhận giống nhau hay không nhá. Chuẩn bị nào, suy nghĩ cho kỹ nhá. Và thí sinh cuối cùng của đội Binzy sẽ vào vòng thi bứt phá là 1, 2, 3. Soul 7. Soul 7. Thưa quý vị, lại hai âm thanh khác nhau được vang ra cùng thời điểm và thiên bất dung gian. Em không biết sao nhưng mà em vẫn có một cái lòng tin vững chãi dành cho BG với những cái gì mà BG có thể gìn giữ từ các bạn. Chắc chắn là như thế. Bin đã trải qua cùng họ, Bin là người hiểu rõ nhất đội mình cần ai. Tại sao Chastity có cái cảm nhận đó? Tại Bin là giữ cái lời hứa với Thi. Yeah. Lần này Soul 7 lên đây không có động vào club banger và cái chủ đề muôn thuở của mình, nhưng mà anh cũng muốn nói về hai em. Bây giờ anh rất là nhẹ nhõm. Trước hết là anh cảm ơn Rhymastic. Tại vì thank you. Đây hai bạn ra đây. Đấy, anh Bin chọn ai thì về đội anh Bin, còn lại thì mình dắt về. Trước hết anh nói về Pre-Six, em mang cái nét Âu Mỹ về trong cái nốt nhạc ở đây. Cái điều V-Soul đang làm nó rất tốt, và nếu em có vào đội nào đi nữa thì đó sẽ là đối thủ rất rất là nặng ký của em. Nếu mà em tiếp tục làm nhạc như vậy thì em phải go all out, đó là lời khuyên của anh. Vâng. So, cái vòng vừa rồi khi mà nghe cái verse của em, anh ok ngay. Và lần này anh muốn cùng em
mình sẽ go heavy hơn trong vòng sau. Và P6 chúc mừng em và với team anh Thiện. Let's go, we going in. Quý vị, như vậy là Soul 7 sẽ tiếp tục ở lại cùng với đội Binz và Pretty Six sẽ là thành viên mới của đội Runastic.